Hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2019, Hiếu Phạm đang đi ghi hình cho các anh em thân quen của Hiếu Phạm ở nước ngoài cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh. 24 quận huyện đang có xu hướng để đầu tư đất đai làm nhà vườn hoặc là trang trại vườn hoặc là những nơi nghỉ dưỡng. Thì miếng đất này tọa lạc tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đất lúa. Chính chủ đang kẹt tiền kêu bán là 620 triệu, thương lượng nhẹ cho các anh em hoặc là bao cho anh em 24 quận huyện đứng tên sổ hồng chính chủ trên miếng đất này. 22 ngày có sổ cho các anh em cũng là một phương tiện rất là tốt để cho các anh em cũng có một cái sức mạnh để về đây để mua làm cái nhà vườn để ở, khỏi có thể lo lắng gì cả. Thì miếng đất này là ngang 31 m, sâu vô là 80 m, là 2,4 hơn chút xíu đó. Thì hiện giờ chủ đang kẹt tiền và kêu bán giá 620 thương lượng cho anh em. Thì Hiếu Phạm đang đi ghi hình này để cho các anh em ở nhà có cái xu hướng để mua làm cổ hoặc là đầu tư hoặc làm trang trại vườn. Thì miếng đất này là chính chủ nghe anh em, chưa có qua một cái gì cả, cho nên miếng đất này là cái cách ngoài mặt tiền đường nhựa 86 khoảng 200 m thôi, rất là tiện lợi cho anh em, cũng rất là gần, và đường là đường xe đang vào đất nghe các anh em. Khu này thì cũng là mát mẻ, cũng làm nhà vườn thì rất là thích hợp cho các anh em. Thì sổ hồng đất này là sổ hồng chính chủ cho các anh em luôn. Đấy, thì ở đây xây dựng nhà thì thoải mái vô tư, không cần phải lo lắng gì cả. Đất lúa hay đất trồng cây hay đất thổ, anh em cũng vẫn xây nhà to, nhà lớn vẫn được. Thì hiện giờ chủ đất đang kẹt tiền, nhà Hiếu Phạm đang ghi hình lúc này là đang 12 giờ 40 phút, để cho anh em theo dõi cái miếng đất này đó. Thì anh em nào cần thì gọi cho Hiếu Phạm là 0913 871 833 để Hiếu Phạm sẽ dẫn các anh em đi xem coi miếng đất này tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Miếng đất này về thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 32 cây số, tương đương với 1 tiếng đồng hồ. Và miếng đất này là mình cắt nhà ở thì đi ra đường giữa 86 là khoảng 200 m thôi. Đó, 200 m thôi, không có xa. Và chợ búa cũng gần, ủy ban cũng gần, trường học cũng gần luôn. Nó cũng tiện bề. Thì giá đất này hiện giờ năm nay cũng anh em nào có tiền để đầu tư và mua sớm để làm của thì tương đối rất là ổn định, và Hiếu Phạm thấy miếng đất này là tương đối rất là tốt và giá cũng rất là mềm. Thì chủ kẹt tiền thì bán cho anh em bao tất cả các giấy tờ và thương lượng cho anh em chính chủ luôn. Thì một là bớt cho anh em hoặc là bao tất cả các giấy tờ cho anh em đóng thế má và ra sổ hồng chính chủ cho anh em luôn, là trong vòng 22 ngày là có sổ cho anh em, tiện bề cho các anh em là được đứng tên đất lúa. Và sau khi anh em mà có được đứng lúa được rồi á, thì sau này muốn mua đất gì cũng được hết. Thì Hiếu chia sẻ cho các anh em luôn. Thì anh em nào có nhu cầu thì cần gọi cho Hiếu Phạm là 0913 871 833 nha. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2019, giá chính chủ kêu là 620, là còn thương lượng nhẹ cho anh em hoặc là bao giấy tờ cho anh em. Thì hai cái đó anh em cần thì gọi cho Hiếu Phạm là 0913 871 833, nhớ nha, hoặc là đăng ký kênh YouTube của Hiếu Phạm để sau này anh em có những cái điều kiện rảnh rỗi thì ở nhà mình thì giúp Hiếu để xem những cái video về đất đai hoặc là cũng có cái xu hướng đầu tư thì để mình biết được cái giá cả. Thì một lần nữa Hiếu cũng xin chúc tất cả các anh em cô chú gần xa luôn được những cái tìm được những cái miếng đất rất là đẹp để ưng ý, để mình sau này có một cái nơi để về nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống an lạc thanh bình, hoặc là thứ bảy chủ nhật mình về thành phố Hồ Chí Minh cũng không có phải là xa lắm, cũng rất là gần. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.